Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Thúy Việt MMO của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình á, thì hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu cho bạn một cái kèo nhận cái con Ben mà các bạn. Cái kèo này người ta đã rút được về ví luôn đó các bạn. Và 1 tháng 8 thì nó sẽ list lên sàn nha. Và hiện bây giờ là giá của nó 1 BN á, tương đương là 0.2 USDT nha. Tổng cộng cái con BN này chỉ có 100 triệu thôi các bạn. Tuy nhiên dành cho Europe thì chỉ có 10 triệu. Cho nên là các bạn đăng ký nhanh càng tốt nha. Sự kiện Europe này nó diễn ra từ ngày 15 tháng 7. Thì hôm nay là ngày 19, nó qua hết 4 ngày rồi các bạn. Thế mình mới kịp làm video nha. Và nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 7 2021. Thì nó còn khoảng là 19 thì nó còn khoảng 12 ngày nữa các bạn. Tầm 12 ngày nữa ha, 12 ngày nữa là kết thúc rồi. Số BN thì khi mình khai thác lần này á, thì mình có thể dùng cái nâng cấp để nâng cấp cái máy ha, khai thác và triển khai vào ngày 1 tháng 8 ha, tới đây. Tức là giống như mình đào được bây giờ á, thì mình dùng cái nâng cấp cho lúc sau các bạn, kiểu vậy. Có thể dùng nâng cấp hay rút bán hay sau đó cũng được ha. Vì chỉ có 15 ngày anh em đăng ký nhanh, giá của BN hiện tại cung cấp cũng khá hấp dẫn rồi ha. Anh em nào có ví MetaMask hay là ví token poker mạng HecoChain, rồi thêm cái đồng BN bằng cái contract của nó ha, thì contract để như này. Rồi tiếp theo là anh em lấy địa chỉ nhận BN vào link dưới, đăng ký dán địa chỉ vào rồi kích đào 24 giờ kích một lần ha. Rồi thì nó đang resell với giá là 1 HT tương đương với 2.000 BN. Rồi 1 BN này không có 2 đô la ha. Đây là bằng chứng. Rồi rút về các bạn nha. Đó thì bằng chứng này của người khác mà của mình đó. Mình nói cho các bạn thôi, mình cũng đang làm mới thôi ha. Rồi bây giờ đây là cái cách hướng dẫn, người ta hướng dẫn mình đào thì để cụ thể chi tiết thì mình sẽ làm cái video từng bước một cách chi tiết, các bạn làm theo nha. Trước tiên là chúng ta hãy đi thêm cái mạng HecoChain này vào trong cái ví MetaMask nha các bạn nha. Rồi thì cái cách thêm là mình để trong mô tả video nha các bạn nha, ở đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ thêm cho các bạn trước nha, các bạn xem làm theo nha. Làm chi tiết cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái ví MetaMask ra. Các bạn đợi chút xíu nha, để ví MetaMask nó chạy nha các bạn nha. Các bạn cứ làm theo y chang như mình là được nha. Rồi đến đây thì bây giờ mình sẽ chọn cái account 1 đi. Đó, sau đó thì các bạn đi cái chỗ ví nè các bạn. Đó, các bạn chọn vô đây, các bạn kéo lên. Ở đâu rồi, không phải, đây là chọn mạng, các bạn chọn qua đây nè các bạn, kéo vô đây cài đặt nè các bạn nha. Các bạn xin lỗi các bạn nha, mở đây ha, ba gạch nha. Sau đó các bạn chọn vào cài đặt nè các bạn. Đó, các bạn kéo nhớ, các bạn thấy mạng không, mạng nè, mạng nè, chọn vào đây đó. Rồi bấm vào cái nút thêm mạng cho mình nha. Rồi các bạn thêm mạng vô. Rồi bây giờ cái tên mạng nha, là các bạn mở cái mô tả video của mình ra ha, sẽ thấy cái này đây nè, name, network name là tên mạng ha. Thì bây giờ mình sẽ copy nha các bạn, mình sẽ copy đó, sao chép ở đây các bạn, nó có chữ chain nữa. Đó, sao chép. Sau đó các bạn quay qua cái ví trade, cái ví MetaMask nha. Cái ví MetaMask. Rồi các bạn dán vào. Rồi tiếp theo cái URL RBC.
URL RBC là các bạn, cái dòng số 2 các bạn copy cái đường link này vào. Đó, sao chép luôn. Rồi quý MetaMask rồi dán vô. Được không? Rồi mã chuỗi. Mã chuỗi. Mã chuỗi là cái gì? Là số 3 là các bạn. Chain ID là 128 ha. Rồi 128 đánh vô 128. Rồi ký hiệu. Ký hiệu là gì? Thì ở đây ký hiệu là cái currency symbol các bạn. Đó chính là HT. Sao chép. Rồi HT dán vô luôn. Mình làm rất là cẩn thận, từ từ. URL trình khám phá khối. Thì các bạn copy cái dòng số 5. Đó là đây nè. Đó, sao chép cái hecoinfo.com đó các bạn. Rồi các bạn bấm vào đây. Dán vào đây là xong. Rồi các bạn bấm thêm giúp mình nha. Bấm thêm các bạn. Rồi. Rồi nó có rồi các bạn. Ha, ở đây nè, trên nè, nó ra ví nè. Hobby EcoChain nha. Các bạn phải chích vô đây, các bạn chọn cái mạng đó mới được nha. Rồi, sau đó các bạn đi vào cái tiếp theo. Tiếp theo là các bạn kéo vô cái mô tả video, các bạn sẽ thấy cái contract của nó nè. Các bạn thấy cái contract của cái thằng BN không? Đó, thì các bạn sẽ copy cái dòng contract của nó nha. Đó, bấm sao chép. Rồi, các bạn mới mở cái ví này ra, các bạn thêm token vào. Hoặc là các bạn search đi. Các bạn thêm token đi các bạn. Mình dán cái địa chỉ vào đi. Dán. Rồi ký hiệu. Tự nó ra luôn các bạn, để nó ra tự ra luôn. Tự ra cốc kênh này ra luôn, các bạn bấm thêm thốc kênh giúp mình nha. Bấm thêm thốc kênh các bạn. Đó. Đó, đó là cái bí đầu tiên là các bạn thêm được cái thốc kênh BN vào hang rồi ha. Sau đó tiếp theo các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của nó nè. Đó, nó có cái đường link đó các bạn. Đây cái đường link này các bạn. Đường link này nha. Đó, các bạn lấy cái đường link đó đó. À, đường link này mình để trong mô tả video bình luận đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn sẽ lấy cái đường link này ha. Để mình sẽ mở ra, mình sẽ lấy cái đường link này, bởi vì nơi đây nó không có hiện ra nè. Bắt buộc mình phải lấy cái đường link nè. Sao chép. Rồi mình sẽ đi vào cái gọi là cái đây, mình sẽ dán vào, mình enter. Thì các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng đường link trong mô tả video bình luận đầu tiên nha các bạn, để ủng hộ mình. Đây chính là đường link rep của mình đấy. Rồi đó, nó ra cái này là xây dựng chuỗi khối hoàn hảo gì đó ha. Rồi, nó có nút Europe nè các bạn. Ha. Thì ở đây nó kêu là các bạn hãy đi vào cái gì? Khi mà tiếp theo anh em lấy địa chỉ BN vào link dưới, đăng ký, dán địa chỉ vào rồi kích đào 24 giờ kích một lần, đúng không? Thì các bạn quay ở đây, khi mà các bạn kích vào đường link ở trong mô tả video bình luận đầu tiên của mình đó, thì nó sẽ ra giao này, giao diện như thế này ha. Rồi các bạn kéo dưới, các bạn thấy thời gian đếm ngược là nó còn có 12 ngày 11 giờ 22 phút nữa thôi là nó hết cái chương trình Europe này rồi. Tổng cung của nó có 1 triệu thôi, cho nên các bạn hãy tranh thủ nha, 10 triệu chứ. Rồi các bạn bấm vào Europe giúp mình nha, bấm vào Europe đó các bạn.
Đó, nó mới kêu là các bạn đăng ký ngay đồng tiền BN miễn phí của bạn. Địa chỉ nhập địa chỉ HECO của bạn. Nha, để bạn qua đây. Các bạn nó kêu nè. Tiếp theo. Anh em lấy địa chỉ nhận BN vào link dưới đăng ký dán địa chỉ vào rồi kích đào. Đó thì mình hướng dẫn kỹ nè, các bạn mở cái ví MetaMask ra nha. Đây nè cái ví MetaMask nè. Các bạn kích vào chữ BN nè. Rồi các bạn kích vào chữ nhận nè. Rồi các bạn bấm yêu cầu bấm sao chép nè. Bấm sao chép. Đã sao chép địa chỉ công khai rồi, các bạn mới quay ra cái chỗ cái trang web của nó hồi nãy. Các bạn dán vào đây. Rồi các bạn bấm gửi đi. Ha. Đó các bạn là không phải lấy cái ví này các bạn nha. Mà lấy cái ví trên đó các bạn, cái này là HT nè các bạn. Ví này nè. Tại cái mạng HecoChain mà. Bạn bấm vào đây. Ha, sau đó các bạn bấm vào nhận nha. Rồi các bạn bấm sao chép ở đây. Nha, cái này mới đúng cho các bạn nha. Coi kỹ video á. Trời ơi, mình hơi nhầm cho các bạn bởi nó kêu là chọn cái ví là HECO mà. Đây nè. Đó thì các bạn bỏ cái này đi nha. Cái này bỏ mạng ví HECO. Ha, nhập địa chỉ ví HECO nè ha. Cho nên các bạn phải lấy cái HT nha các bạn nha. Rồi mình mất copy dán vào đây. Rồi kiểm tra là một lượng 3D 0x8. 3D 0x8. Rồi, ok. Rồi bấm gửi đi các bạn. Đó, như vậy là xong rồi đó. Rồi, đến đây nè, cái bước quan trọng là các bạn phải đào vào 24 giờ nè. Đó, nó có tốc độ là 0,036 BN trên 1 giờ nha. Và không người tham gia bởi vì mới đăng ký, các bạn bấm vào đây nè để nó đào nha các bạn nha. Bấm vào đây đó, nó đào các bạn, đó nó đào đó ha. Rồi các bạn cái dưới khi mà đào xong rồi cái đường rep đó các bạn, đó cái đường rep này đi giới thiệu nè, được không các bạn? Rồi nha, thì bấm vào rút tiền, rút tiền xem nha như thế nào các bạn. Bấm vào đây. Chưa ăn các bạn, chắc có lẽ là cần hơn 50 xu để rút tiền. Có nghĩa là 50 BN mới được rút các bạn. Rồi. Nó chỉ như vậy, đơn giản như vậy thôi các bạn. Rồi, các bạn sẽ lấy cái đường link này đi giới thiệu nha. Đó, đường link này của mình thì mình sẽ để trong mô tả video, bình luận đầu tiên các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng đường link này nha các bạn nha. Rồi. Đơn giản như vậy các bạn, là cái BN này sẽ đào. Thì nếu mà có gì không hiểu thì bạn có thể bình luận dưới video, mình sẽ đáp các bạn nha. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. Và một lần nữa mình nhắc các bạn là nên nhớ là sử dụng cái ví HT nha các bạn nha. Còn mình thêm cái địa chỉ contract của cái BN thì lúc sau thêm cũng được ha. Nhớ là để thêm địa chỉ BHT nha các bạn nha. Đây, một lần nữa mình nhắc á, đừng có lấy cái chữ BN ở đây. Còn cái contract này các bạn có thể thêm cũng được, không thêm cũng được nha, không sao cả. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.